Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học lập trình JavaScript được phát trực tuyến từ Trung tâm Đào tạo Lập trình Suntech Việt Nam. Tiếp theo, ở bài học này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn chạy chương trình đầu tiên với JavaScript. Đầu tiên, tôi sẽ tạo ra một trang HTML như sau. Tôi sẽ lưu trang này vào trong cái bài học thứ hai của khóa học lập trình JavaScript. Tôi sẽ lưu nó vào đây. Tôi sẽ lưu là 02, với thư mục 02. Tên file của tôi để là stats.html. Và ở đây tôi sẽ khai báo HTML như thế này. Một trang với tiêu đề là chạy chương trình đầu tiên với JavaScript. Như các bạn biết là qua hai phần học HTML và CSS thì các bạn thấy để sử dụng hai ngôn ngữ đó chúng ta phải khai báo, thì với JavaScript cũng như vậy. Thì để sử dụng JavaScript chúng ta phải khai báo cặp thẻ là script. Và chúng ta có thể viết bất kỳ mã lệnh JavaScript nào ở bên trong cái cặp thẻ script này. Ví dụ ở đây tôi sẽ viết lệnh là document.grid và tôi sẽ in ra cái dòng lệnh như sau. H3. Ở đây tôi sẽ in ra dòng lệnh ví dụ như là Suntech Việt Nam. Suntech Việt Nam như thế này. Sau đó tôi chạy nó lên. Thì các bạn thấy là đây tôi đã in ra được cái dòng lệnh là Suntech Việt Nam với JavaScript. Đó. Thì đây là một cái cú pháp đơn giản trong JavaScript, chính là dòng lệnh in ra màn hình. Và các bạn thấy là tôi đang sử dụng cái cặp thẻ script để viết lệnh cho JavaScript. Thì các bạn liên tưởng đến CSS, các bạn cũng có thể sử dụng style ở bên trong chính trang web để khai báo các câu lệnh của CSS. Thì rồi với JavaScript cũng vậy, chúng ta cũng có thể sử dụng cặp thẻ script ở bên trong chính trang web để khai báo cho JavaScript. Tuy nhiên, ở đây các bạn thấy là cái thẻ script này chúng ta sẽ khai báo ở cuối trang các bạn nhé. Ví dụ tôi có một cái nội dung khác ở đây là H1 học lập trình JavaScript. Thì qua đây các bạn thấy là cái JavaScript, cái thẻ script của chúng ta luôn luôn phải khai báo ở cuối trang, cuối cùng của body các bạn nhé. Và trước đó tất cả những thẻ HTML của trang, còn dưới cùng này sẽ là cái thẻ script. Đó, thế cái cách tôi khai báo như thế này, nó gọi là khai báo nội tuyến, tức là khai báo ở bên trong trang. Đó. Và còn một cách thứ hai để chúng ta có thể khai báo JavaScript, đó là khai báo ở bên ngoài trang bằng cách định nghĩa một file JavaScript có tên là, ví dụ tôi để là common.js. Đó, tôi sẽ đặt một tên file. Thì tất cả những file JavaScript sẽ có phần mở rộng, hay nói cách khác là có đuôi là .js các bạn nhỉ. Và tôi lưu vào trong thư mục .js. Đó, lúc này tôi sẽ làm sao để tôi sử dụng được file common này, thì tôi sẽ nhúng nó vào. Tôi sẽ sử dụng script với thuộc tính src để tôi gọi đến cái file common kia. Nó nằm trong thư mục js và nó nằm ở trong file là common. Tôi nhúng file này vào. Thì cách tôi sử dụng như này gọi là cách khai báo nội tuyến các bạn nhé. Đó. Và trong common thì tôi cũng sẽ in ra một cái câu lệnh, một cái dòng, đó là H5 học JavaScript như thế này. Đây, các bạn chạy thử nó lên thì đây các bạn cũng sẽ nhìn thấy được cái kết quả tương tự như cách khai báo ở bên trong trang. Đây chính là nội dung học JavaScript mà tôi khai báo nó ở trong common. Thì đây là cách khai báo thứ hai trong JavaScript.
Đó là cách khai báo ngoại tuyến, có nghĩa là tạo một file JavaScript riêng ở bên ngoài và chúng ta nhúng vào. Thì đây là cách mà chúng ta thường dùng. Và một cách thứ ba nữa là chúng ta sử dụng JavaScript thông qua các sự kiện của trang. Ví dụ tôi sử dụng sự kiện onload, có nghĩa là khi mà load trang thì tôi làm một cái việc gì đó, document.gray. Ví dụ in ra một cái dòng lệnh là trang đã được load. Được load. Đó, và tôi chạy nó lên. À, các bạn thấy là lúc này chúng ta cũng đã chạy được JavaScript thông qua cái sự kiện onload và nó in ra được cái dòng như tôi đã viết là trang đã được load. Và các bạn thấy là cái load trang này, cái document này nó sẽ ghi đè tất cả những cái mà đã được ghi trước đó, đã được hiển thị lên trước đó khi mà đặt trong cái sự kiện onload này. Đó, đây là để làm demo thôi nhé, còn thực tế chúng ta sẽ không nên dùng như thế này vì nó sẽ bị ghi đè hết tất cả các nội dung. Đó, thì qua bài học này tôi đã giới thiệu cho các bạn hai cách, tôi đã giới thiệu cho các bạn ba cách khai báo JavaScript, chạy JavaScript. Thì chúng ta có các cách sau, đó là cách thứ nhất là khai báo nội tuyến, khai báo chính ở trong trang thông qua thẻ script. Cách thứ hai là khai báo ngoại tuyến, khai báo ở bên ngoài trang thì bằng cách chúng ta định nghĩa một file JavaScript riêng với cái đuôi là .js. Và cách thứ ba là chúng ta khai báo thông qua một sự kiện của trang. Thì ở bài học này tôi xin phép dừng lại tại đây. Các bạn hãy thực hành ở trên máy của mình. Chúc các bạn học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.